Ok, suốt đây hàng tầng ọc này các đôi chia vợ là làm mặt chụp nâng nhom bạn mình sẽ làm sao như thế mấy. Hai nâng video đấy cực nhom nâng bà hai nhà đọc hết tẹt to nâng làm hạt C# OP dương to tiết. Ok, nâng ấy hai ngày đấy cứ nhom bà hai tẹt to nâng rectangle class. Ok, lập rectangle class thứ triangle class xong to triangle class. Đã những khơi tha triangle class cứ viên miền là nặng sự riêng từ nâng rectangle class đã viên miền chữ fill phí cứ viết nâng hai. Ok, đã viết cứ nhầm vào các vị trí đập ball nhưng khơi ra mấy ok, đây là hai chỉ đập ball rồi hai cái đập ball được nhiều. Ok, rồi trên này to tới cái tiệt to năng constructor cái giống cứ mình đôi class nắng rồi constructor dùng trong para tiệt to năng ở constructor đã miền parameter các bạn rồi cái constructor đại off parameter các bạn. Ok, rồi trên này to tới cái tiệt to năng get error message đại get error message cứ nhom vào các về chia và page return thay chia double được nhé. Ok, đấy. Ok. Hai rồi một viết cứ dân cho ở viết con ơi ha. Chạy nằng pì, anh nó cứ dùng một tray con cay. Này. Tray con cay. Này. Tray con cái là sao tại anh ấy cứ dân cho ở cứ dân rột ở tay cả là tray con cay. Chẳng cái dân do W con thằng này cứ biết con thằng hái chạy thằng P này. Ok, nó cứ rút một. Ok, hai nó cái import cứ return hai với chỉ void. Hai import cái dân oi user import nó viết thằng hai trở lại ở viết hai nó trâu hai nó P để dân import trở lại viết hai trâu lấy cái dân thôi càng kẻ này nó nông ở message get area này. Hai P kẻ này hai cái dân output nó nông message void này. Message output cho làm void chắc là gì khó hơn ngày năng không tôi không ai void nên chỉ return thay vào output. Ok, năng ấy hai là anh dễ trang test và dễ trang cho thật khó nhưng cho tôi thằng visual video people nằm pi được ngọn này ta. Ok là lấy nhóm man bao nên visual video people nằm pi ấy chẳng nhóm thua cả là new project đã nhóm chơi lên lý mã new project hai nhóm chơi là visual C# hai nhóm chơi là console application hai là đấy cứ nhóm bằng đại số một ha triangle class hai ngày đấy dân trong bảo tao có bảo tới sùng khánh nhom bảo thử ấy trong thích ok mong tới. Ok là lấy cái dân man ở nơi project mới mua tha triangle class hồi giờ mình sẽ class program.cs trong nông program.cs mình chỉ main function trong nhom bảo về sầm test nữ class bọn nhóm cứ class triangle chẳng nhóm thua ca rename nơi class program.cs tới chỉ test ở triangle bánh. Ok, test triangle thấy triangle này bạn ấy xong thằng ta thử test triangle. Ok, enter bấm má. Ok, check yes. Ok, nó bây giờ rename hai cái này cái đầu này nè. Ok, ở đó dương thưa các bạn class mấy right click là triangle class project bao dương hơi dương cho nào thế này add hơi dương cho class. Ok, hai dương thưa các đôi chúng mau in đặt try and go. Ok, enter bấm. Ok, các bạn class màu giấy này bạn đấy. Ok, hai ở lấy cứ dương thưa các đặt nó field bao dương các field. Ok, đòi phía nhầm các chữ private rồi double tiết double return. Ok, rồi em đã mới tiết cứ private double 2. Ok, rồi nhầm thời mình thì constructor mới tiết cứ constructor là mình parameter constructor with parameter. Ok, rồi nhóm đã cho constructor nhóm đã public sân đã xem một file sân hai tóm á cứ class cứ constructor cho constructor hai cho constructor cứ mình cho đôi class dương chẳng try and go hai bây giờ mình chỉ return hai thế. Ok, xong to nhóm đã parameter với sân là sao tại nhóm thờ constructor là mình parameter cho nhóm đã double w đồng nào với double x đồng nặng 2 hai nhóm xong đã collect bracket này hai cái nòng đấy khi nhóm đã this dot nó phía bao dương cứ viết mà năng W ok hai bờ sân như khi như ta chấp hành constructor tới cho mơ main constructor bọn nhóm bán nhưng mà thưa cả bây giờ làm thiệt tê kế bạn này hỏi và tao mắc cứ message đấy hai message mong bốn cái nhóm đã bo ở nhà đặt bo cái public chúng tôi nhận session bây giờ đã xây modifier tới với thằng cho chụp private xẹp mong chân giờ ai sẽ thực hiện bạn này ok nhưng đặt public ha nhưng phải là đặt bo return trái là sao ta nó cứ page về chỉ get area chân get area cái nhóm phải với chị đặt bo get area này ok rồi message nó nhưng phải làm kẹn này rung vào dương hai dương thực ra return mà dương là return cứ về thằng chân của họ là lên ấy ok hai dương return anh kì cứ dương return ai về con nặng hai chạy nặng pì lấy những sông đạn nơi chung quanh Việt Hàn nó cứ sông đạn bụng của chó nhà sông tốt nhằm sông khẳng nó nhưng đạn bụng của chó thế nó ok hai phan trẻ là sao ta dương thường chắc là sao dương cho này kẹn nhà môn sân đó dương mà ai hai cho kẹn ở kia tôi chạy được pi môn tế ở lấy những đạn trẻ ok bạn đi cứ ở không nắng rồi món mua hai tại nhóm nặng vùng cho cứ đợi xa tệ nhóm cho ai biết con thằng hai sân to tờ viết con thằng hai tranh dịch chia tầm nãy và nhóm ai chạy và giờ dương nặng một cho tế dương đạo viết con thằng hai chạy thằng pi nó ai là việc kẹo này cho lắm không nè vì ai thằng hai chạy thằng pi muốn hết bằng con thằng việt mình nó vì ai thằng tranh tập họ xình bình trắng nè ok trắng đạo một cho nó đạo viết con thằng hai chạy thằng pi cứ nghe theo dương cứ ở dương viết con thằng hai hai sân mà dương tranh thằng chậm lại pi nắng hái bạn nhân chạy thằng pi và tỏ tiền ok hai ở message mới tức cứ nhầm ở kia import tầm lại chỗ nhầm nặng voice import ok nhưng mà user import nào viết thằng hai lần chẳng đã sử dụng thêm ở tầm bên trên phần sau rồi lãng hai nhầm data play import with được chia sẻ khó với thởi đây ok thởi hai nhóm đạo việt mà anh chặt phía việt mắc mà đằng convert tại sao tại nhóm thời các convert từ chia double to double ok hai nhóm đạo console dot readline number store lại tục ok ở đây man store lại tục đồng việt hai ấy nó phải là user import cứ store tục ngồi vậy ok và tao tới cứ console dot write mà user import nơi nơi hai ok hai ok nhầm đợi hai máu smart and convert to double console dot readline ok bạn đi chẳng ở message import nhưng mình tập phân năng tới mấy trang tới nó còn user import là viết hai hai cái cho ấy ok hai bờ sân thì những slot riêng tẹt to năng làm hạt rectangle vào nhóm return ở rectangle class và to biển cho ấy cứ ai năng số là sao tại ai năng copy pha mán cứ nghĩ xưa mình tới còn thay những đâu luôn món các bạn đấy ok phần tay nhưng mà đây này đó copy pha thế cũng được xây lang vĩnh để mời chạm đáy public trong đạo là message mới thức output ok bạn này hai nhân thức cái output ấy kì bằng bốn cái nhóm output để tôi nằm ở tờ lại việt hai con kia sang rồi cả mình ở đây ở đây nhóm output nơi tờ lại ở area bằng tới 700.000 tài sản thế nhưng là area of try and go trong ta anh em xong đặt bộ năng this dot get area cứ dân thơ ca call function dương ban và ca này sẵn tại sao tờ function nó cứ viết thơ ca kẹt này rộng mòn đi chẳng ở user cho viết hai hai ấy về ban chơi tầm lại viết hai chẳng viết cờ thơ ca chạy thằng phí chẳng chơi tầm lại nó cứ dân đạo output nó đồng thì mình ok bạn nắng hai nhóm click nơi constructor và nhóm không bạn xong constructor và nhóm trở lại default viết cứ សូនចុចសូនមកអូខេហើយហាដូចគ្នាសូនចុចសូនដោយសារតែយើងខ្ជិលឲ្យតម្លៃនៅក្នុង main function របស់យើងមកថែមទៀតអញ្ចឹងយើងឲ្យតម្លៃវាស្រាប់ស្រាប់ចឹងមកទៅអូខេបានហ្នឹងឥឡូវខ្ញុំសុំ save ហើយខ្ញុំធ្វើសូមធ្វើការចូលទៅ test triangle របស់ខ្ញុំនេះគឺខ្ញុំធ្វើការម្ដងគឺខ្ញុំចុច console red key ដើម្បីហៅ console របស់ខ្ញុំអូខេហើយបន្តពីនឹងទៀតគឺខ្ញុំធ្វើការហៅនៅclass របស់ខ្ញុំដែលឈ្មោះថា triangle អូខេហើយខ្ញុំធ្វើការដាក់ឈ្មោះឲ្យវាខ្ញុំដាក់ obj try អញ្ចឹងទៅហើយខ្ញុំដាក់នៅ class របស់យើងនេះ k new triangle មកចុច k ហើយបន្តទៀតគឺខ្ញុំសូមធ្វើការ test តទៅនឹងថាខ្លាំងចេញឬក៏អត់អញ្ចឹងយើងខលនឹង method output មកដើម្បីដឹងថាវា constructor វាដំណើរការអត់ឬក៏វាមិនខ្លះអញ្ចឹងណាអូខេអញ្ចឹង obj try dot output អូខេឥឡូវខ្ញុំសូមចុច start មកដើម្បី run code ទាំងមើលអូខេនេះគឺចេញហើយ area of triangle គឺ0អូខេមែនថាដោយសារតែ weight យើងហើយយើងនៅក្នុង constructor គឺវា0អញ្ចឹង0គុណនឹង0គឺ0 0ចែកនឹង2គឺ0អូខេហើយកន្លែងនេះខ្ញុំសូមដាក់វា flash on មួយមកដើម្បីឲ្យវាចូលបន្ទាត់បន្តិចអូខេអញ្ចឹងឥឡូវយើងចូលទៅតនឹង input តម្លៃយើងខ្ញុំដាក់ obj try ខ្ញុំដាក់ input ខ្ញុំខលនៅ method input មកឥឡូវខ្ញុំសូមចុច start ដើម្បី run code ហើយពេលយើងដាក់ input នេះវាឲ្យយើងបញ្ចូលតម្លៃហ្នឹងអូខេយើងបញ្ចូលអីគេយើងដាក់ថាទី1ខ្ញុំដាក់2ហើយខ្ញុំយក6ចុះអូខេអាយ៉ាarea of triangle គឺ6គុណនឹង2ស្មើ12 12ចែកទាំង2ស្មើ6ត្រឹមត្រូវខ្ញុំយកដល់ rectangle គឺវាថ្ងាយគុណគ្នាស្មើ12អានេះវាចែកអូខេហ្នឹងហើយអត់ជាបញ្ហាទេគឺត្រឹមត្រូវអីគឺ weight គុណនឹង2អញ្ចឹង weight 2 2វាស្មើ6អញ្ចឹង6គុណនឹង2វាស្មើ12 12ចែកទាំង2វាស្មើនឹង6វិញអូខេត្រឹមត្រូវយ៉ាហ្នឹងហើយហើយទាំងអស់គ្នាអាចធ្វើការ test តទៅនឹងការបង្កើតនៅobject ជាច្រើនមកថែមទៀតដើម្បីធ្វើការ input output ឲ្យសុបាយចិត្តអូខេហ្នឹងហើយហើយក្នុងវីដេអូនេះគឺមានតែប៉ុណ្្នឹងបើសិនជាអ្នកទាំងអស់គ្នាមានកន្លែងណាឆ្ងល់អាចធ្វើការសួរតាម comment ឬក៏តាមpage ក៏បានដែរ page Facebook អាចធ្វើការឆាតមកបានអូខេហ្នឹងហើយហើយបើសិនជាក្នុងវីដេអូនេះវាមានកំហុសឆ្គងកើតឡើងដោយអចេតនាក៏សូមមេត្តាអ្នកទាំងអស់គ្នាអធិស្ឋានហើយហ្នឹងហើយមានតែប៉ុណ្្នឹងជួបគ្នាវីដេអូក្រោយបាយបាយជម្រាបលារីត្រីសុខស្ងាត់បាយបាយ